Xin chào các bạn. Trong video trước thì chúng ta đã sử dụng GDBC API để truy vào dữ liệu và có sử dụng thêm cả Interface Statement để lấy ra danh sách toàn bộ khách hàng. Tuy nhiên thì trong video này chúng ta sẽ sử dụng một interface khác, đó là Prepare Statement. Cái này nó cũng sẽ sử dụng để chúng ta có thể thực hiện cái câu truy vấn xuống database. Tuy nhiên thì nó được sử dụng để thực hiện truy vấn tham số. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể thêm một khách hàng mới vào trong database nhé. Thì cái công việc đầu tiên của chúng ta đó là phải chuẩn bị cái câu truy vấn của mình để có thể thêm khách hàng. Đối với việc để thêm một khách hàng mới, mình sẽ sử dụng câu lệnh để insert into dữ liệu. Mình sẽ copy tạm cái này sang bên IntelliJ của mình này. Rồi, đối với thông tin ví dụ như là cái ID của mình ấy, thì mình đang để cho nó là tự động tăng. Nên là ở đây mình có thể để là null này. Đối với cái việc là chỉ định tham số đầu vào với prepare statements thì tham số sẽ được đại diện bởi dấu hỏi chấm. Và chúng ta sẽ phải cung cấp tất cả các cái giá trị cho tham số trước khi mà thực hiện cái câu lệnh query của chúng ta. Và ở đây mình sẽ có thay các cái tham số ví dụ như là full name này, date of birth, address, email và mobile thành các cái dấu hỏi chấm ở đây. Và chúng ta có tổng cộng ở đây đó là 5 cái dấu hỏi chấm. Và giá trị của các cái tham số này nó sẽ được cài đặt bằng cách là chúng ta sẽ gọi tới các cái phương thức setter của prepare statement. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái đối tượng prepare statement trước lại nhé. Đối với prepare statement thì mình sẽ có cái phương thức là prepare statement và đưa cái câu truy vấn của mình vào. Đây là query này. Và nó cũng sẽ bắt chúng ta là sử dụng cái try catch để xử lý ngoại lệ. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào gán giá trị cho từng cái tham số nhé. Và tham số của mình ý, thì nó sẽ được đánh dấu bằng thứ tự. Ví dụ như là cái tham số đầu tiên, cái full name của mình nhỉ, nó sẽ là 1. Kế tiếp date of birth là 2, address là 3, email là 4 và mobile là 5. Và ở đây mình sẽ thực hiện gán tham số như sau. Với full name mình sử dụng là set string. Đầu tiên cái tham số của mình cần đó là 1 này. Tiếp theo là cái tên mà mình muốn thêm vào, ví dụ như ở đây là Ngọc chẳng hạn. Tiếp theo với date of birth thì mình sẽ sử dụng là set date này. Vậy là mình đã thực hiện gán các cái giá trị vào cái tham số của mình xong. Và để insert dữ liệu ấy thì thay vì là chúng ta sử dụng SQL queries thì với những cái việc như là mình update này, insert hoặc là delete thì mình sẽ sử dụng câu lệnh là SQL update. Ở đây mình sẽ có là chấm SQL update. Thường ấy thì cái SQL update này của mình nó sẽ trả về cái số hàng bị thay đổi. Thế nên là mình sẽ tạo ra một cái biến kiểu số nguyên in rows để mình biết xem là liệu cái hàng của mình thay đổi thì nó sẽ có kết quả như thế nào. Ví dụ như là mình thêm được một database thì nó sẽ in ra ở đây là 1. Đấy.
Rồi, mình sẽ có một cái câu lệnh kiểm tra if grow của mình mà khác không. Đây là thêm thành công. Ok, và sau khi mà mình xong thì mình sẽ đóng cái kết nối lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ thực hiện chạy cái chương trình của mình để xem kết quả như thế nào nhé. Vậy là nó đã thông báo là thêm thành công 1 này. Bây giờ mình sẽ vào cái phần database của mình để xem kết quả nó ra sao. Vậy là các bạn có thể thấy là ở đây mình đã thêm cái khách hàng thứ 11 có ID đây. 11 này, tên là Ngọc này. Đây là ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email và cái số điện thoại mà mình đã thêm. Vậy là mình đã thêm thành công khách hàng vào trong database bằng cách đó là sử dụng cái interface Prepare Statements.